chạy cái xe đó nhiều, xe điện đó. Xe chạy cũng được, đỡ phải đi bộ. Chắc đừng nói xe chứ, xe đó dành cho con nít liền. Người lớn là ta đi cũng được rồi. Buồn không chú Chính? Buồn gì? Không buồn mà thấy nó hơi tức tức thôi à. Chẳng lấy gì tức hết, để nó mai lấy lại. Thì thua mà ai mà không buồn. Buồn biết làm gì vậy? Nhìn cái này mới đẹp nè. Chụp cái kia kìa. Sâu sâu trong kia mới đẹp. Dữ dội ha. Thằng này chạy ẩu đủ má.